đúng là tuổi trẻ mà. Dạ, bây giờ tuổi trẻ, chị trẻ nó vừa chồng nó chọn cái gì mua cái này. Vợ chồng nó đi được. Qua mẹ thương. Gồm có mấy món đó hả, một sợi dây chuyền, một cái gì cái giới thiệu đi, tôi không có rành chỗ này. Một sợi dây chuyền, một lắc, một kèn, một đu bông. Cho cô dâu ra trước là sáng ông bà. Thì mấy giờ cả ngoài. Rồi một máng ngủ. Đến để cho mẹ liên lạc với này nó đi đâu mà trời. Kêu dậy ra chị ha. Rồi mời cô dâu ra. Mừng giữ đổ mồ hôi dữ. Được con dâu mừng giữ đổ mồ hôi chứ đây đâu có ai đổ mồ hôi. Có mèo quay một máy ở đây làm gì. Trời ơi. Có ai đổ đâu mà cổ đổ dữ không? Quá mừng rồi đổ mồ hôi. Được con dâu mừng quá mừng. Bây giờ đi tự ra luôn. Khỏi mẹ dắt ra ha. Chụp hình quay phim ha. Chị Hương ơi, em ra đây Hương ơi. Rồi từ nè, từ. Rồi dán ra từ từ. Bên đây nè con. Rồi từ từ đi con. Cười lên. Cô từ từ đi ra. Rồi đi ra luôn này, đi ra đi từ từ ra. Rồi ok. Rồi hai đứa qua đây con. Để con bước tới xá rồi thờ đi con. Thôi bây giờ thì có phong nọ ngày đi chơi cũng họ cũng như bên nhà trái cũng thống nhất là cho được biết ông bà thì tưởng cũng là chính thức là rễ rồi, thì bây giờ là chưa có ngày chưa có rước dâu, nhưng mà ở đây cũng xin cho ông bà cho phép là để tượng cùng cô dâu để xá trong các ngày. Xá thôi, xá hai xá. Chúng ta vậy á. Rồi đi ra xá mà. Chưa chụp hình đấy. Rồi ra xá ngoài thứ hai xá. Rồi hai người giữ tay lễ nhìn đây. Từ từ nè, 1, 2, duyên nha. Rồi, dạ rồi. Cho đoàn phóng tay mình dắt đâu, dắt vô. Dạ như vậy thì mời mình mà nói. Theo bây giờ anh bây giờ để cho mẹ chồng theo bông hay là mẹ chồng theo bông đi. Mấy giờ chồng theo bông theo dâu đi. Chuyển ra cho chồng đi. Rồi đeo nữ trang luôn đi cho rồi. Đeo luôn. Đeo hết. Mẹ chồng đeo đi. Rồi tưởng cũng có thể đeo tiếp với mẹ cũng được hả? Ôi có nước mình bây giờ mình rót cái trà uống. Bây giờ bà con ai dùng được nước trà thì rót, còn được thì mình uống nước suối. Nhà cho em biết là chị dùng cho nhiều quá. Nhiều quá em sai vậy chị. Thôi xin mời. Dạ, mời anh chị. Bánh ngọt đi.
Bữa nay ngày vui của cháu cho thầy thôi cũng khá khá.
nghe đúng rồi, đúng rồi. Cắt sao đi, cắt sao đi. Rồi, rồi, rồi. Dây ni lông mà. Biết rồi. Mấy ngày nay biết đu buông rồi. À. Thì con nghe thấy đi rồi chút vô coi lại. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Mấy em nói dùng nước suối đi. Rồi rồi. Rồi. Ừ, xong chưa? Mình gì rồi, xong chưa? Rồi rồi, để cho hết bà. Xong chưa chị, con cảm ơn mẹ. Rồi gặp đầu rồi. Chị là cháu nói con cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn mẹ thông ba giận. Rồi bây giờ thì, bây giờ đó là con cá trong cá ngoài hết phải. Bây giờ bên này trai cho anh Trang rồi, bên cha mẹ nó có con mới của Hồ Môn muốn cho con luôn. Cái gì thì đeo lại mày cho nó gì mày đứng mày đeo nó luôn đi. Giờ này không thấy đường đâu cậu ơi. Vài phút nữa mới tỉnh này. Có gì leo hoài đây cứ chịu. Rồi, cảm ơn ba mẹ con. Cảm ơn ba mẹ con. Cảm ơn ba mẹ. Con thì sáng con thấy vô bà nhờ. Em đáng lý là 4 xá thôi đi về chế. 2 xá. Rồi. Vậy xong rồi con dạ công. Cái hộp cho con. Vô luôn. Cái hộp không? Nè cái hộp này.